giờ làm ấy thì không những của nước ta mà bản thân một số các nước khác người ta cũng đã tăng rồi. Đấy, còn bản thân doanh nghiệp thì thực sự là cũng không muốn tăng, bởi vì muốn rằng là để đảm bảo được những cái sức khỏe và việc làm cho người lao động. Thế nhưng mà một số những cái lĩnh vực lao động có tính chất đặc thù, ví dụ như ngành dệt may, ngành da giày thì lao động có tính chất là thời vụ thì theo tôi tăng lên 400 giờ là hoàn toàn hợp lý.